Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ đỏ, hay còn gọi là bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ đỏ. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế cột 12, chân 12 và toàn bộ phần yếm là chúng tôi đục hoa lan tây. Còn phần vách là chúng tôi đục tứ bình. Phần trương là chúng tôi đục trương voi. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn trà. Một bàn to thì chúng tôi đục chạm chống đồng. Còn chiếc ghế dài này là chúng tôi đục vách tứ bình. Chiếc ghế đơn thứ nhất đây là có kích thước là rộng là 87, sâu 61 và cao 1m15. Còn là cột 12. Tay hộp thì chúng tôi đục cá chép và chữ thọ. Đây là đơn đặt hàng của anh Hải ở trong Tĩnh Gia Thanh Hóa. Thì chúng tôi cũng hoàn thiện xong để bàn giao vào dịp mà Tết Nguyên Đán này cho quý khách chơi Tết. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Bộ bàn ghế ô hộp gỗ đỏ này rất là đặc biệt là vì toàn bộ phần quây là chúng tôi đục hoa lan tây, còn bộ bình thường là chúng tôi không đục. Cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Bộ bàn ghế này là bàn giao vào 28 âm lịch đấy. Và mặt bàn có kích thước là 70 nhân 1m35. Bàn hộp có ngăn kéo. Phần yếm bàn cũng có đục hoa lan tây. Phần giữa mặt bàn là chúng tôi đục chạm mà chống đồng đông sơn. Còn bốn góc xung quanh chúng tôi đục lá tây. Khi bàn giao là chúng tôi có lắp kính cho quý vị. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi còn rất nhiều bộ bàn ghế ô hộp như này nhưng bằng gỗ hương vân, được chọn vân rất là đẹp, thì quý vị có thể về trực tiếp tại cơ sở để xem hàng. Còn quý vị nào không về được thì quý vị có thể đặt hàng online, chúng tôi vận chuyển cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.